Có một nghịch lý là rất nhiều loại rau không rõ nguồn gốc và chất lượng đang xuất hiện tràn lan khắp các chợ và được tiêu thụ khá dễ dàng, bất chấp việc bản thân người tiêu dùng cũng mất lòng tin. Có những người nông dân trồng rau theo tiêu chuẩn an toàn Việt Gáp thì lại đang chật vật tìm đầu ra cho sản phẩm của mình. Công sức bỏ ra thì nhiều nhưng lại không được bù đắp xứng đáng, khiến cho những người nông dân chán nản, bỏ cuộc giữa chừng. Sau gần một tháng chăm sóc, luống rau này của gia đình ông An đang được thu hoạch và chuyển ra chợ đầu mối. Rau xanh, bắt mắt, lại có cả chứng nhận an toàn theo mô hình Việt Gáp. Vậy nhưng, nỗi lo không thể tiêu thụ lại là một thực tế. Cái ra chợ, ví dụ người ta bán 10.000 một ký nhưng mình chỉ có 7.000. Nhưng vẫn chấp nhận, vì sao mình, cái lương tâm mình cảm thấy không mắc cái nợ cái gì. Đấy là không, mình không đầu độc cho người khác. Đấy là lý do, cái đấy là tôi vẫn cố làm. Nhưng mà cái khó nhất cho những người này, không riêng tôi, mà còn nhiều người khác đã từng làm tiêu chuẩn, đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cũng làm tốt. Nhưng quan trọng nhất cái đầu ra thì không có. Là như tụi tôi thế thì nhiều khi thì cũng thì buồn thôi. Chứ còn tất nhiên là mình học rồi mình làm, mình cứ thế mình làm. Cách đây một năm, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 10 hộ tham gia trồng rau theo mô hình Việt Gáp với hy vọng có đầu ra ổn định, chất lượng được chứng nhận. Nhưng đến nay, gia đình ông An là hộ duy nhất còn theo đuổi được. Cái đầu ra nó không có, đưa sản phẩm ra ngoài thì nó cũng chả khác gì người không tham gia cái Việt Gáp này. Thế nên người ta cũng buồn, người ta không ghi chép đầy đủ sổ sách. Thế trong cái nguyên tắc của thằng Việt Gáp này mà anh không làm đầy đủ thì người ta lại phải thu hồi. Cho nên đợt thanh tra vào để thu hồi lại thì có những xã phải thu hồi tới 60-70%. Không lưu cuốn lắm, người ta bán chưa được. Bán là vì không có tổ chức. Ai biết cái nào là Việt Gáp? Không có một cái dấu mã hiệu nào, sao biết bây giờ em ra chợ, em đọc báo rồi hết rồi. Em rất muốn là kiếm cái hàng Việt Gáp, em ra chợ biết cái nào hàng Việt Gáp, giống nhau thuốc hết. Không có cái dấu hiệu nào làm sao biết mà để mua. Thế người ta chạy. Trong lúc người trồng rau sạch khát đầu ra, thì người tiêu dùng lại đang đỏ mắt tìm rau sạch. Không có mua mấy cái loại rau mà kiểu như là bán bó hay gì đó. Mua cái loại rau mà người ta làm sạch rồi. Nếu như người ta bán thì mình thấy xanh là ngon mà mình rau dưới quê đem lên đó, thì là mình mua. Đương nhiên thôi, mình phải nghi ngờ chứ không, mình đâu có dám sử dụng cho nhiều. Rau sạch theo tiêu chuẩn Việt Gáp đắt hơn khoảng 30% so với rau bình thường và không có đất sống tại các chợ truyền thống. Rau Việt Gáp chỉ có mặt tại các siêu thị và cửa hàng nhất định. Khi đó nhu cầu rau sạch chỉ giải quyết được cho một nhóm khách hàng. Bên cạnh đó, tình trạng rau chợ không nguồn gốc trộn với rau Việt Gáp đi vào các siêu thị cũng xuất hiện, đã khiến cho tấm giấy chứng nhận Việt Gáp giảm lòng tin với người tiêu dùng. Ung thư 40% thì do thuốc bảo vệ thực vật ấy. Thế nên bây giờ mình không sản xuất an toàn, sử dụng thuốc trừ sâu lung tung ấy. Thế nên mình chịu đầu tiên nhé, kể cả người sản xuất cũng chịu. Giờ đây, nhìn rau xanh nhưng không có nghĩa là rau sạch. Khi các cơ quan chức năng chưa quản lý được chất lượng rau, thì buộc người tiêu dùng phải tự loay hoay chọn lựa trong mai trận thực phẩm. Giấy chứng nhận Việt Gáp cũng chẳng thể nào giữ được lòng tin của người tiêu dùng khi mà nó đã chết yểu trên những luống đất này.